xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Điện thoại Vui TV. Thì như các bạn cũng đã biết, ánh nắng mặt trời là thứ không thể thiếu cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đi kèm theo với ánh nắng mặt trời là tia UV hay còn gọi là tia cực tím. Tia UV sẽ làm cho da chúng ta bị sạm đi, cháy nắng hoặc có thể gây nguy cơ bị ung thư da nữa. Nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ứng dụng UV Lens. Ứng dụng này sẽ cho các bạn biết thông tin của cường độ tia UV ở thời điểm hiện tại theo thời gian thực. Và ngay từ đó thì các bạn có thể lựa chọn được những cái khung giờ nào mà ít tia UV cũng như là tia cực tím để đi ra ngoài đường. Và bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm ứng dụng này nha. Đây là phần giao diện chính của ứng dụng. Trên đây là khung thời gian sẽ xuất hiện tia UV từ 9:40 sáng và 4:40 chiều. Ở góc bên trái là nhiệt độ hiện tại 29,2 độ C. Biểu tượng đồng hồ ở giữa thể hiện thời gian cũng như là cường độ tia UV. Thời gian sẽ từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Cường độ tia UV sẽ theo nhiệt độ màu. Nhiệt độ màu lạnh thì cường độ tia UV thấp, nhiệt độ màu nóng thì cường độ tia UV cao. Ở dưới phần thanh này là thanh thời gian có 3 nấc. Nấc thứ nhất là ngày hôm nay, nấc thứ hai là tối ngày hôm nay và nấc thứ ba là sáng ngày hôm sau. Ok, tiếp tục mình sẽ qua phần My Skin. Phần này các bạn có thể chọn những thông tin cơ bản của mình. Giới tính, màu mắt, màu da, màu tóc và tàn nhang nếu có. Mình thì đương nhiên là female rồi, tại vì mình là nữ mà. Màu mắt của mình màu đen, đen láy đấy các bạn, đẹp lắm. Màu da mình, da của mình dạo này ăn nắng dữ quá cho nên là sẽ là màu đen, ơi là đen luôn. Đèo tiền. Tiếp tục là màu tóc. Màu tóc của Việt Nam thì đương nhiên màu đen rồi, nhưng mà dạo này mình đã có nhuộm màu vàng, nhưng mà gốc cũng là màu đen. Và tàn nhang thì mình không có, chỉ có mụn thôi. Sau đó các bạn sẽ bấm lưu ngay ở góc ở bên phải bên này. Tiếp theo là một số khuyến cáo khi các bạn đi ra ngoài đường. Kem chống nắng nè, áo nè, mũ nè, mắt kính nè, dù nè. Xong phần này các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng kem chống nắng ở đây. Bấm vào thì nó sẽ hiển thị các bạn một số thông tin mà kem chống nắng, cái độ SPF các bạn nên dùng khi ra ngoài đường và một số còn lại. Ok. Tiếp theo là phần cài đặt. Trên cùng các bạn có thể chọn độ C hoặc là độ F. Ở phần UV Display các bạn có thể chọn biểu tượng ngọn lửa hoặc là số. Và đây là phần đăng nhập cũng như là thông tin của ứng dụng. Vừa rồi mình đã chia sẻ xong ứng dụng UV Lens cực kỳ bổ ích này. Và các bạn hãy tải ngay về máy để thử sử dụng nha. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tuy nhiên đi kèm với nắng mặt trời là tia UV còn hay còn gọi là tia cực tím. Tia cực tím em phải lựa rồi.